răng là một kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, khó và nghiêm ngặt để làm nên những điều diệu kỳ. Di chuyển những cái răng rất lệch lạc, khớp cắn rất lệch lạc, hay thậm chí là có một cái sự thay đổi đáng kể khuôn mặt sau khi niềng. Nhiều bạn có một cái khuôn mặt thon hơn, cái cằm vi lai hơn sau niềng răng. Tuy nhiên không có nghĩa là không có hậu quả hay là không có sự cố trong quá trình niềng răng. Thứ nhất, đấy chính là hiện tượng răng chết tủy hay là chân răng bật ra khỏi cung hàm. Chúng ta có thể nhìn thấy răng bị nâu đen hoặc sờ thấy ngay chân răng ở dưới mô lợi. Răng đương nhiên là sẽ hơi lung lay. Thứ hai là tình trạng mặt bị lệch. Mặt lệch do răng lệch, do khớp cắn lệch, hay là do ăn nhai lệch, hay là do quá khó chịu, căng thẳng trong quá trình niềng răng. Thứ ba, đấy chính là tình trạng tiêu xương hay là tiêu chân cổ răng, dẫn đến tình trạng là nhìn thấy cái răng dài hơn, thân răng dài hơn bình thường. Thứ tư là tình trạng viêm lợi hay là rắt thức ăn. Nếu chỉ tạm thời rắt thức ăn do quá trình răng bị lệch lạc thì không gây nên hậu quả xấu. Nếu như kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng mất tổ chức xương ở xung quanh của mỗi răng. Và viêm lợi kéo dài thì cũng sẽ gây nên tình trạng tiêu tổ chức xương ở quanh răng, hay là chính là tình trạng viêm quanh răng. Vậy chúng ta sẽ khắc phục những cái hậu quả hay là những cái tai biến xảy ra hay là gọi là niềng răng hỏng như thế nào? Thứ nhất, bạn phải lựa chọn một nha khoa mà bác sĩ đủ uy tín, bác sĩ có kinh nghiệm, và với mỗi một khách hàng phải có một kế hoạch niềng răng riêng phù hợp với khách hàng đó, cộng với lại trang thiết bị hiện đại và những cái phần mềm để có thể đủ tư vấn cũng như nhìn được hình ảnh trước sau khi niềng răng, hoặc là một kế hoạch niềng răng mà mình được nhìn thấy trên mô hình 3D. Thứ hai nữa là các cái dụng cụ hay vật liệu sử dụng cho niềng răng phải là chính hãng. Trong niềng răng thì phổ biến nhất chính là hãng 3M của Mỹ. Thứ ba nữa là toàn bộ cái kế hoạch niềng răng thì mình sẽ tuân thủ cùng với bác sĩ đến đúng lịch hẹn, và có bất kỳ một vấn đề gì khác thì mình phải báo ngay với bác sĩ để cùng xem xét lại. Thứ tư, đấy chính là việc chăm sóc răng miệng đúng cách. Thường xuyên sử dụng bàn chải kẽ, sử dụng máy tăm nước để vệ sinh hết răng đối với trường hợp niềng răng có mắc cài, hoặc là đánh răng kỹ hơn so với bình thường để kiểm soát toàn bộ màng bám răng. Trên đây là những chia sẻ của tôi về niềng răng như nào đúng cách và cách khắc phục những cái tình trạng niềng răng hỏng hay là hậu quả của niềng răng gây nên. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong những video tiếp theo. Và bây giờ các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Paris. Xin chào và hẹn gặp lại.